Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Lan Tây đây. Và ngày hôm nay chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của Việt Thủy Aerobic. Sau một thời gian rất là ngắn thôi khi mà xuất bản những video bài tập dành cho các chị em yêu thích bộ môn aerobic thì ngày hôm nay Việt Thủy rất là vui mừng khi đón nhận được rất là nhiều ý kiến đóng góp và những cái phản hồi rất là tích cực từ tất cả các chị em yêu thích bộ môn aerobic. Có rất là nhiều chị đã phản hồi rằng bài tập của Lan Tây, bài tập của Việt Thủy rất là dễ tập, rất là hiệu quả và giảm cân rất là tích cực phải không ạ? Và có những ý kiến thì có thắc mắc rằng tại sao trong quá trình tập chị lại bị những vấn đề về xương khớp đúng không ạ? Có chị thì kêu là đau xóc bụng, có chị thì kêu là đau vai đúng không ạ? Có chị thì lại kêu là tại sao chị lại bị đau cổ sống lưng? Thì ngày hôm nay Lan Tây sẽ quay một video để hướng dẫn các chị những kỹ thuật cơ bản nhất trong bộ môn aerobic. Và kỹ thuật đầu tiên mà em Lan muốn đề cập tới ngày hôm nay đó là kỹ thuật Hopmer. Hopmer là một kỹ thuật rất là quan trọng và rất là cơ bản xuyên suốt toàn bài tập aerobic của chúng ta. Và hầu hết những chị em đang gặp phải một số chấn thương là do mọi người chưa được hướng dẫn chi tiết động tác Hopmer trong bộ môn aerobic. Và ngày hôm nay em sẽ quay một video để làm hướng dẫn chi tiết những cái kỹ thuật Hopmer trong bộ môn aerobic. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ vào bài tập. Đầu tiên đó là tư thế để chúng ta chuẩn bị động tác Hopmer. Hai chân chúng ta sẽ mở rộng bằng vai hoặc hơn vai. Đối với các chị em có chiều cao tương đối trên 1m60 thì chúng ta nên mở rộng hơn vai để chúng ta có dáng đứng khỏe khoắn và trông nó rất là chắc, phải không ạ? Tiếp theo đó là mũi chân của chúng ta sẽ vuông góc với mặt phẳng phía trước. Em Lan lấy ví dụ ạ, nếu như các chị đang tập thể dục trước gương thì mũi chân của chúng ta sẽ vuông góc với mặt phẳng gương. Còn nếu như chúng ta đang tập trước một bức tường đối diện đúng không ạ, thì chúng ta sẽ gióng thẳng vuông góc với bức tường. Được chưa ạ? Và phần tiếp theo rất là quan trọng đó là phần tư thế chuẩn bị của phần hông. Tư thế chuẩn bị của phần hông sẽ quyết định rất là lớn cái biên độ Hopmer của các chị em trong quá trình tập luyện Hopmer. Và hầu hết mọi người thì lại chuỗi mông về sau quá nhiều, gây ra cái tổn thương của cổ sống lưng. Nhưng có những chị lại chưa biết chuẩn bị tư thế chuỗi mông, vì vậy mình không lấy đà để chúng ta có thể Hopmer về đằng trước tốt hơn. Thì hôm nay em Lan sẽ hướng dẫn cái biên độ chuỗi mông tại làm sao cho nó hợp lý. Các chị em hãy quan sát cái biên độ mở hông của em Lan. Đây ạ, đây chính là mặt phẳng nghiêng này. Đây là khi dáng đứng của khi em Lan đứng thẳng đó. Nhưng mà khi chuẩn bị động tác Hopmer, chúng ta sẽ mở đầu gối này, vuông chân vuông góc này và mông hơi chuỗi về sau. Chúng ta không nên chuỗi hẳn mông ra như thế này, thì trong quá trình tập luyện chúng ta sẽ áp lực cái điểm lực ở đây để rất là lớn tới cột sống. Và hiển nhiên là các chị tập nhiều sẽ bị đau lưng. Nhưng nếu chúng ta không mở hông về đằng sau thì chúng ta sẽ không lấy đà để chúng ta có thể đẩy mông về đằng trước được nhiều hơn, thì chúng ta sẽ giảm cái hiệu quả bóp mỡ bụng đó. Vậy thì các chị hãy quan sát thật kỹ này. Đây là dáng đứng thẳng và chúng ta chỉ hơi ưỡn mông về sau. Tại điểm này các chị quan sát này, cột sống lưng của em vẫn được giữ thẳng phải không ạ? Cột sống lưng vẫn giữ thẳng đó. Hãy nhìn vào gương và cảm nhận cơ thể của mình làm sao cho dáng đứng khi chúng ta chuỗi mông về sau nhưng cảm thấy rất là thoải mái, nó không bị gồng người hay là không bị chuỗi người về phía trước. Dáng đứng vẫn thẳng này, mông hơi ưỡn về sau đó. Vừa rồi em đã hướng dẫn các chị tư thế để chúng ta chuẩn bị động tác Hopmer, và ngay sau đây em sẽ giới thiệu cái cử động 1 và 2 trong quá trình chúng ta Hopmer này. Đầu tiên cử động số 1, tư thế chuẩn bị đây ạ. Cử động số 1 là chúng ta sẽ dùng lực ở hai cơ đùi bên trong và cơ mông bên ngoài để chúng ta hóp ẩn xương hông về phía trước. Hóp ẩn xương hông về trước. Các chị hãy lưu ý này, bụng chúng ta sẽ hóp lại, ngực hơi hạ xuống và hãy thả lỏng vai ra, bởi vì chúng ta đang tập cho phần khối cơ ở giữa, chúng ta hãy thả lỏng vai ra. Các chị nhớ nha, hãy thả lỏng vai ra. Và cử động số 2 đó là chúng ta sẽ nhả mông và cơ đùi về vị trí chuẩn bị. Nhả về vị trí chuẩn bị. Đó là cử động số 2. Và ngay sau đây em sẽ nối lại cho các chị tưởng tượng dễ hơn này. Hop, mở. Hop, mở. Hop, mở. Hop, mở. Hop và mở. Và sau đây các chị hãy quan sát thật kỹ mặt phẳng nghiêng nha. Tư thế chuẩn bị này. Cử động số 1. Hop, mở. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Và sau đây em sẽ liệt kê chi tiết một số lỗi sai mà các chị thường gặp trong quá trình chúng ta thực hiện động tác hóp mở. Đầu tiên là mũi chân của các chị phải vuông góc với mặt phẳng phía trước, không phải là chếch chữ V và cũng không phải là trụng kheo, mà chúng ta phải vuông góc với mặt phẳng phía trước, được chưa ạ? Tiếp theo, đó là đầu gối của chúng ta phải giữ ở độ nghiêng 10%, trùng gối 10% và giữ ở đây trong suốt quá trình luyện tập. Chúng ta sẽ không nhấp nhô đầu gối như thế này. Và chúng ta cũng không được mở đầu gối quá 10% như thế này thì chúng ta sẽ tác động một lực rất lớn vào đầu gối và gây ra cái sự căng mỏi đầu gối sau 30 phút chúng ta tập luyện. Đây em Lan sẽ mô phỏng lại một số lỗi sai. Các chị hãy quan sát xem mình có ở trong đây không nhá. Đầu tiên là đối với những chị mà chúng ta mở gối quá sâu, và khi chúng ta hóp mở chúng ta sẽ bị này. Đó, nhìn dáng đứng nó không được chắc chắn và trông nó rất là mệt mỏi phải không ạ? Rất là vất vả. Đó, tiếp theo là đối với những chị mà chúng ta không mở gối, chúng ta khóa gối lại ở đây thì chúng ta sẽ dễ bị ưỡn, chúng ta động tác sẽ bị ưỡn như thế này. Đó, không biết có chị nào đang gặp phải tình trạng như này thì chúng ta hãy lưu ý nha. Và tiếp theo là có những chị trong quá trình chúng ta mở gối này và thực hiện động tác hóp mở thì chúng ta lại không giữ cố định đầu gối, chúng ta cứ nhấp nhô như này. Đó, nhấp nhô đầu gối thì chúng ta sẽ bị đung đưa người không cố định và nó sẽ không vào phần cơ bụng, chúng ta sẽ không giảm được mỡ bụng. Đó là một số lỗi sai mà các chị thường gặp trong phần đầu gối nha. Và sau đây là một số lưu ý quan trọng nhất trong quá trình các chị em thực hiện cử động hóp mở. Đầu tiên là hầu hết mọi người ưỡn lưng về phía sau quá nhiều, do vậy sau khi tập chúng ta sẽ bị đau cổ sống lưng. Em làm lấy ví dụ đây ạ, đây là tư thế chuẩn bị khi chúng ta hóp lên này và chúng ta sẽ nhảy về vị trí ban đầu, nhưng mà hầu hết các chị nhảy quá sâu về phía lưng đây ạ, ưỡn rất là sâu về phía lưng. Thì khi mà chúng ta tập luyện như thế này nhìn vào gương thì có vẻ là động tác trông rất là đẹp mắt phải không ạ, nhưng mà đây chính là một số lỗi sai thường gặp nhất của tất cả các chị em. Do vậy mà cột sống lưng ở đây này, các chị nhìn điểm gãy chưa ạ, cột sống lưng này nó sẽ chịu tác động lực rất là lớn và lặp đi lặp lại trong suốt 30 phút đến 1 tiếng chúng ta tập luyện, thì việc đau lưng đó là điều hiển nhiên đúng không ạ? Và hãy lưu ý là gì ạ? Mở đúng về vị trí ban đầu, hóp lên và mở đúng về vị trí ban đầu. Thì như thế này cột sống lưng của chúng ta luôn luôn được giữ thẳng và giảm được tối đa những chấn thương của cột sống lưng. Và lưu ý quan trọng số 2 đó là các chị không siết cơ bụng trong quá trình chúng ta thực hiện động tác hóp mở. Khi chúng ta không siết cơ bụng lại trong quá trình hóp mở thì những cơ quan nội tạng nó sẽ không cố định và khi đó chúng ta sẽ đau xóc bụng và thường thường là các chị hay đau xóc bụng bên phải. Vì vậy hãy tập trung toàn tâm trí của chúng ta để điều khiển khối cơ bụng, giữ cơ bụng lại và giữ hơi thở đều đặn. Và hãy cảm nhận rằng là các cơ quan nội tạng của chúng ta được cố định trong suốt quá trình chúng ta tập luyện. Và lưu ý thứ 3 rất là quan trọng đó là phần bả vai của các chị. Hầu hết mọi người khi mà tập ấy, chúng ta không tập trung tâm trí để dồn lực ở cơ bụng nhưng lại tập trung tâm trí rất là dễ và dồn lực ở cơ vai. Đây là động tác khi mà các chị gồng vai này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chỉ mới có 2 lần 8 nhịp thôi nhưng mà em Lan cảm thấy rất là đau ở đây cả nhà. Bởi vì khi mà chúng ta dồn hết cái lực ở bả vai đây này thì bắp cánh tay của chúng ta sẽ không thực hiện nâng cơ. Toàn bộ lực nó sẽ ở bả vai và rất là đau mỏi. Thì chúng ta hãy sửa lại cho em rằng hãy dùng lực vào bắp tay, đóng lại, mở ra, thả lỏng bả vai ra này, đóng lại, mở ra và dùng lực vào bắp cánh tay. Như vậy thì chúng ta sẽ không bị chấn thương ở phần bả vai. Và sau đây em sẽ giúp các chị thực hành những động tác hóp mở với nhịp nhạc chậm. Các chị hãy tập theo và vừa tập vừa quan sát thật kỹ nha. Nhớ nhẹ đầu gối nào. Mở cơ đùi ra hai bên ngoài nha. Chuẩn bị động tác hóp mở.
quan sát lại nhiều lần và tập đi tập lại nhiều lần. Em đảm bảo rằng chỉ ít nhất là khoảng 3 lần thôi là các chị sẽ hướng dẫn động tác rất là chuẩn và giảm mỡ bụng rất là hiệu quả. Vừa rồi là video hướng dẫn các chị động tác hóp mở trong một môn aerobic. Nếu như thấy bài tập hiệu quả, bài tập hay thì đừng quên hãy chia sẻ cho những người bạn đang quan tâm tới bộ môn aerobic và hãy bấm đăng ký và theo dõi Việt Thủy nhé.